Chiều 28 tháng 5 năm 2022, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt tuyên dương khen thưởng các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. SEA Games 31 được tổ chức từ ngày 12 đến 23 tháng 5 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc. Kết thúc SEA Games 31, Việt Nam dẫn đầu bảng tổng với thành tích 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc và 116 huy chương đồng, phá kỷ lục 194 huy chương vàng mà đoàn Indonesia từng thiết lập nên tại SEA Games Jakarta 1997. Tại đây, thể thao thành tích cao Vĩnh Long rất vinh dự và tự hào khi đóng góp cho đội tuyển quốc gia 17 thành viên tham dự SEA Games, trong đó có 13 vận động viên, 4 huấn luyện viên tham gia ở các môn như Taekwondo, bắn cung, cầu mây, điền kinh, bơi lội, 3 môn phối hợp. Các vận động viên đã nỗ lực thi đấu và đạt thành tích rất đáng tự hào. Cụ thể đã đạt 1 huy chương vàng ở bộ môn Taekwondo, 2 huy chương bạc ở bộ môn bắn cung và 2 huy chương đồng ở bộ môn cầu mây. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện huấn luyện viên, vận động viên Vĩnh Long tham dự SEA Games 31 đã chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong quá trình tập luyện thi đấu, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, đầu tư thể thao thành tích cao của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan ban ngành đã góp phần giúp các vận động viên đạt được những tấm huy chương danh giá tại kỳ SEA Games này. Phát biểu tại buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận, biểu dương và gửi lời chúc mừng đến các vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Vĩnh Long đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện tăng cường các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, đặc biệt là các thiết chế thể thao cấp tỉnh đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu và đăng cai các giải thể thao khu vực, quốc gia trong thời gian tới. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định tặng bằng khen cho 11 cá nhân huấn luyện viên, vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 31. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Vĩnh Long tặng thưởng cho các huấn luyện viên, vận động viên đạt huy chương tại SEA Games 31 với mức tiền thưởng: huy chương vàng 50 triệu đồng, huy chương bạc 40 triệu đồng và huy chương đồng 30 triệu đồng với tổng giá trị tiền thưởng 330 triệu đồng. Góp phần cổ vũ động viên các huấn luyện viên, vận động viên tỉnh nhà đạt thành tích cao tại các đấu trường trong và ngoài nước.